Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trong một cái chuyến sử dụng chiếc Ford Territory đi công tác trong nội thành thì Việt cũng muốn quay lại một đoạn clip ngắn ngắn để chia sẻ với mọi người những cái gì liên quan đến việc lái chiếc Ford Territory. Nó bao gồm ở đây là cảm giác lái, cảm giác ngồi cũng như là những cái sự trải nghiệm về công nghệ trên chiếc Ford Territory này, để những ai mà chúng ta đang quan tâm về chiếc xe này mà chúng ta chưa có cơ hội được lái thử hay chưa có cơ hội được trải nghiệm thì mọi người cũng coi đây là một cái tư liệu nho nhỏ để mà có thể tham khảo trước khi mà quyết định ra đại lý lái thử hay là quyết định xuống tiền mua chiếc Ford Territory. Tổng hợp lại một xíu về thông tin của chiếc xe này. Ford Territory là một mẫu CUV, là một mẫu crossover hạng C. Tức là trong phân khúc của nó có rất nhiều những đối thủ, ví dụ như là Tucson, Sportage hay là CRV, hay thậm chí là nó có thể giành khách của cả Santa Fe đời cũ nha. Đời mới này thì không nói, tại vì đời mới này Santa Fe thay đổi quá nhiều. Rồi là Corolla Cross, vân vân, rất nhiều những đối thủ. Thế thì tất cả những cái chiếc xe đó nó đều được định vị là một mẫu xe đô thị gầm cao, một mẫu xe đô thị hạng C gầm cao. Đó, và nó mục đích của nó được sinh ra để dành cho đô thị là chính. Tuy nhiên vì lý do gầm cao nên là nó có thể sử dụng được đa địa hình, tức là chúng ta cũng có thể đi được những cái đường xấu một cách nhẹ nhàng, những cái đường xấu vừa vừa thôi đó, hoặc là đi ra đường trường, đường ngoại thành này kia vẫn có thể một cách thoải mái đó. Thế thì chính vì cái sự đô thị đó, chính vì cái sự gầm cao đó cho nên nó sẽ dẫn đến rất nhiều những câu chuyện có thể nói ở trên chiếc Ford Territory này. Đầu tiên nói cái dễ nhất là cái cảm giác mà mọi người ngồi lên trên chiếc xe này, mọi người thấy sẽ thấy được cái sự cao ráo, cái tầm mà quan sát nó rộng rãi ở trên chiếc xe này. Đầu tiên là mọi người thấy là nguyên cái view ở phía trước mặt này nó cực kỳ rộng và nó rất là ít điểm mù, chỉ có một cái điểm mù duy nhất mà Việt chê thôi, đó chính là hai cái trụ A này, hai cái trụ A ở hai bên nó hơi cao, nó hơi to so với những cái dòng xe khác. Tại vì Ford thì không phải riêng Territory đâu, trước nay luôn luôn vậy. Everest hay là những cái mẫu xe nhỏ nhỏ kiểu như là EcoSport, những cái mẫu xe hãng B thôi, nhưng mà cái cột A nó rất là to mọi người ạ. Tại vì Ford họ luôn luôn thiết kế cột A to để mà ưu tiên cái sự an toàn, cái sự cứng vững để bảo vệ được cái khoang cabin. Nếu trong trường hợp xui rủi xảy ra những cái va chạm đối với những cái phương tiện đi cùng chiều hoặc ngược chiều thì cái trụ A lớn nó sẽ làm cho cái khung xe nó cứng chắc để bảo vệ được cái người ngồi ở phía trong. Đó là đấy là cái điểm duy nhất. Còn lại thì riêng về cái view quan sát thì Việt không chê bất cứ một cái gì cả. Từ những cái gương nó cũng rất là to này, cho đến cái tư thế ngồi lái nó cực kỳ thoải mái và rộng rãi này. Đây, Việt cao 1m8 nha, ngồi cực kỳ thoải mái luôn mọi người ạ. Đó, và những cái kính chắn gió nó cũng làm, này mọi người nhìn thấy Việt đưa tay ra này, còn xa nó mới chạm những kính chắn gió. Đó, nó rất là rộng và nó rất là thoáng, nó không hề bị tù. Đấy là cái đầu tiên. Rồi cái cảm giác ngồi thoải mái nữa nó đến từ cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama này mọi người ạ. Ở những cái hôm mà thời tiết nó không quá nắng nóng như thế này ấy, thì cái việc mà mở cửa sổ trời ra để chúng ta tận hưởng cái vẻ đẹp của thời tiết nó là một cái điều gì đấy cực kỳ thích, cực kỳ thích. Nếu như mà không có thì không sao, nhưng nếu đã có rồi thì Việt nghĩ ít nhiều gì mọi người cũng sẽ có thời gian sử dụng nó. Không cần phải mở cái kính này ra đâu, chúng ta chỉ cần mở cái phần rèm ra thôi là chúng ta sẽ thấy được nguyên một cái trần kính ở phía trên nó thoáng như nào rồi. Còn nếu mọi người sợ nóng thì có rất nhiều giải pháp, dán phim cách nhiệt để xong rồi chúng ta đóng cái rèm này lại thì thực ra nó cũng không quá nóng. Đương nhiên là nó sẽ nóng hơn những cái xe mà trần là full là thép. Đó, cái điều đấy không tránh khỏi. Cái gì chúng ta cũng phải đánh đổi thôi. Muốn đẹp, muốn được những cái không khí nó tươi trẻ thì chúng ta phải chấp nhận đánh đổi một cái điều gì đó nho nhỏ. Cái đấy là điều bình thường. Rồi, đấy là về xong về cái cảm giác ngồi. Bây giờ nói về cái cảm giác lái. Thì trước khi mà nói về cảm giác lái thì Việt sẽ nói về cái động cơ và cái hộp số của chiếc xe này. Chiếc xe này nó được sử dụng cái động cơ có dung tích xi lanh là 1.5 lít. Với cái công nghệ là EcoBoost, tức là turbo tăng áp, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Đó, ly hợp kép ướt. Cái điều này rất quan trọng và nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái trải nghiệm lái của mọi người. Nếu như những ai lần đầu chúng ta được trải nghiệm cái hộp số ly hợp kép ướt này ấy, thì mọi người sẽ thấy nó hơi lạ lạ, nó hơi khó chịu luôn chứ không phải là khó dùng nữa. Đó, thì đây thì Việt sẽ nói. Đầu tiên là về cái động cơ, nó ra công suất đâu đấy khoảng 160 mã lực và cái mô men xoắn cực đại khoảng 248 Nm.
thì Việt đánh giá rất cao cái con số mô men xoắn cực đại 200, khoảng loanh quanh khoảng 250 Newton mét mô men xoắn cực đại. Nó sẽ mang lại cho chiếc xe này một cái sức kéo rất là tốt. Khi một chiếc xe gia đình to con như thế này, nó nặng đâu đấy khoảng 1 tấn 6, 1 tấn 7, chở đủ 5 người và đủ hành lý để chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chơi đó, mà sức kéo của nó kém thì thực sự là một điều gì đấy rất là tệ đó. Nhưng một chiếc xe mà sức kéo ổn như thế này thì nó sẽ luôn luôn mang lại cho chúng ta những cái cảm giác đạp ga nó đủ dùng, nó không hề bị hụt, nó không hề bị đuối, hay mỗi lần chúng ta cần vượt xe này kia ấy, thì nó cũng rất là dư giả. Còn cái con số 160 mã lực ấy thì nó sẽ thể hiện được cái sức mạnh liên quan đến tốc độ. Nhưng thực ra thì ở điều kiện đường Việt Nam mình thì để mà nói về sức mạnh tốc độ thì nó hơi dư thừa, tại vì đường cao tốc của mình thì cũng chỉ cho phép chạy có tối đa 120 km/h thôi. Cho nên là một mẫu xe đô thị thì Việt không nói quá nhiều về cái con số 160 mã lực. Mọi người có thể nhìn xung quanh loanh quanh thử trong phân khúc xem. Những cái con số nó cũng nằm đâu đó khoảng loanh quanh từ 160, 170, 180 mà. Đó, chứ nó cũng không lớn hơn đâu. Thì Việt nghĩ cái con số này là đủ dùng. Đó, thì kết hợp hai cái này lại ấy, cái động cơ với cái hộp số này lại, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác lái nhàn, thực ra là nhàn. Và việc dùng cái từ này thì không biết mọi người có dễ tưởng tượng hay không, tức là cái cảm giác lái của nó sẽ mềm. Cảm giác lái mềm ở đây tức là nó không có một cái độ bốc, nó không có một cái độ thể thao, mà nó sẽ thiên về kiểu như là trải nghiệm êm ái dành cho gia đình. Ví dụ cái trải nghiệm êm ái kiểu này thì là chồng lái cũng được, vợ lái cũng được, hay là ví dụ như là ông bố mà bố có muốn mượn xe lái ấy, thì cũng rất là dễ làm quen đó. Nó phù hợp với đa phần các lứa tuổi, đa phần mọi người thì nó sẽ không mang lại cái trải nghiệm lái phấn khích đâu. Ví dụ như thực ra như Việt ấy, thì Việt đang sử dụng chiếc Ford Focus thì Việt rất là thích cái cảm giác lái của chiếc Ford Focus, là một cái cảm giác phấn khích. Mỗi lần đạp ga, mỗi lần đánh vô lăng, mỗi lần mà nó trả số về để nó dồn xe lên, đấy là cái cảm giác mà thanh niên hay thích đó. Nhưng mà cái chiếc Territory thì nó sẽ không có cái kiểu đó. Cái kiểu của nó sẽ mềm, cái kiểu của nó sẽ nhẹ nhàng và nó mướt hơn. Đó, nó thiên về cái sự êm ái dành cho gia đình hơn. Đấy, thì cái này á, chính xác nhất thì mọi người cần phải cầm lái, mọi người cần phải trải nghiệm. Rồi cái sự mềm nó còn đến từ cái vô lăng này nữa. Cái vô lăng của nó cũng rất là hiền. Cái vô lăng của chiếc Ford Territory thực ra nó rất là hiền mọi người ạ. Nó không có một cái độ nặng và một cái độ siết căng giống như là ở trên những cái mẫu xe như Ford Focus hay là thậm chí là Everest nhá, nó cũng có cái độ siết nó căng hơn. Đó, còn chiếc Ford Territory thì nó hơi hiền hiền, nó hơi mềm mềm. Đó, để đi trong phố nó nhẹ nhàng. Đương nhiên là khi mà chúng ta đi tốc độ cao thì cái vô lăng trợ lực điện này nó cũng sẽ biến thiên ra tốc độ. Nó cũng sẽ nặng hơn để chúng ta có những cái cảm giác đánh lái nó chắc chắn hơn. Đấy, nhưng tổng thể mà một cái cảm giác lái thể thao chắc chắn ấy, thì chiếc này xe này khẳng định với mọi người là nó không có, nó không hề có. Đó, nhưng mà nếu mà nói về độ êm ái, thân thiện sử dụng với gia đình hay là một cái trải nghiệm mà nhẹ nhàng chính xác ấy, thì nó có nha mọi người. Chiếc xe này đang làm rất tốt, chiếc xe này đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của nó. Rồi, về cái hộp số ấy thì có một chi tiết nữa mà Việt muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là cái độ delay. Cái hộp số ly hợp kép ướt này nó sẽ có một cái độ delay nhẹ nhẹ, nó nằm đâu đấy khoảng tầm nửa giây cho đến 1 giây khi Anh chúng ta chị mới để đồng ba. hành 37 Khi mà mọi người mới từ chân phanh, mọi người buông ra để đưa sang chân ga thì xe nó sẽ không bò đi liền, giống như là trên những cái mẫu xe sử dụng hộp số biến mô thủy lực hay là hộp số ly hợp kép khô thông thường. Nó sẽ không có cái độ bắt liền đâu đó, mà nó sẽ có một cái độ chậm chậm đấy. Thì cái này ấy, nếu như những ai mà đang lái những cái dòng xe mà nó bốc ấy thì mọi người không thích, thấy bảo nó hơi lì, nó hơi chậm. Nhưng mà những ai mới lái xe nha, hoặc là những chị em phụ nữ ấy, thì sẽ rất thích điều này. Nó có một cái độ chậm nhất định như thế thì mình cảm giác nó an toàn, mình cảm giác là mình kiểm soát được cái xe, nó không bị hỗn, nó không bị láo quá, nó không bị bốc quá. Thì cái này là cái quan điểm của mỗi người thôi, mỗi người một quan điểm. Thì cũng không thể nào mà bắt một chiếc xe nó có thể hoàn thành cho tất cả Anh những biết cái cái sở gì thích của kiểu mỗi người cả. quá Thì cái này là ai mà cầm lái chiếc xe này rồi mọi người thấy thích ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng với nó. Rồi, đấy là nói chung chung về cái cảm giác lái như vậy đi. Rồi bắt đầu qua về những cái liên quan đến công nghệ hay là những cái tính năng hỗ trợ người lái, thì Việt cũng rất là hài lòng ở trên chiếc Ford Territory. Nó gần như những cái bản đủ như là Titanium hay là Titanium X hay là mới ra cái phiên bản Sport ấy, thì gần như là nó đầy đủ những cái tính năng mà có thể hỗ trợ mọi người. Nó cũng không thiếu gì đâu. Từ ga tự động nó có nhá, nó có giữa làn đường nhá. Rồi camera 360 nó cũng có nhá. Rồi là cái màn hình nó cũng rất là to để chúng ta có thể dễ dàng quan sát nhá. Cần số thì cần số điện tử này, nó có phanh tay điện tử này, có auto hold luôn này.
Đấy, thậm chí là nó có một số những tính năng nó hơi dư thừa, ví dụ như là ngắt động cơ tạm thời. Thực ra cái đấy thì Việt không thích. Đấy, nhưng mà nó còn có, chúng ta không thích thì chúng ta tắt đi thôi. Đó, camera 360 thì nó phải thuộc dạng gọi là nét nhất nhì cho phân khúc để cho mọi người xem thử này. Cái cam 360 của nó này. Đây. Đây, mọi người thấy cái camera này sao ạ? Thực sự là rất là nét luôn, về xi nhan trái này, về xi nhan phải này, đổi hướng này. Đó, để ở giữa này thì nó sẽ mở cam trước này. Đánh vô lăng hướng nào là nó sẽ mô phỏng cái góc đánh lái của bình thường đó này. Đó, nó cực kỳ tiện lợi nha mọi người. Rồi là cái giao diện ở cái màn hình này thì nó cũng rất là nhiều giao diện để chúng ta có thể thay đổi. Rồi là các chế độ lái khác nhau nó cũng rất là nhiều. Nói chung là Việt thấy cái công nghệ ở trên chiếc Ford Territory thì nó nằm ở mức từ đủ cho đến thừa, chứ nó không hề thiếu, nó không hề thiếu bất cứ một cái option gì cả. Nó thậm chí là nó còn có cả cái công nghệ hỗ trợ đỗ xe chủ động. Ví dụ như mình cần đỗ xe này kia, mình ấn nút ở đây là xe nó còn tự đỗ cơ. Đấy, nó rất nhiều những option, rất nhiều những công nghệ. Đấy, từ mức đủ cho đến mức thừa thôi chứ không hề thiếu. Đấy, cho nên là khi mà mua chiếc xe này thì mọi người thực sự là yên tâm, chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng một cách là lâu dài luôn, chứ không phải là dùng một thời gian chán rồi thay đổi đâu. Đó, ngoài ra thì những cái tiện nghi khác có thể kể đến, ví dụ như là điều hòa thì tự động độc lập hai vùng trái phải này, rồi là cửa sổ trời toàn cảnh panorama như hồi nãy Việt có nói này, rồi là nội thất ở trên bản Titanium Mix thì nó sẽ có được hai cái ghế ở bên tài và bên phụ, nó có tính chức năng là làm mát ghế, thông gió ghế để chúng ta ngồi ở trong những cái mùa trời nóng nó được thoải mái hơn. Đó, hệ Cửa thống chống loa nước 6 loa dễ cháy vào hẻm rồi 390 Lê Văn vân vân, Thiều. rất nhiều option. Thì thực ra trong một video mà để liệt kê hết ra như này ấy thì Việt đã có video đánh giá chi tiết rồi. Còn trong video ngày hôm nay thì Việt chỉ muốn chia sẻ với mọi người một số những cái liên quan đến cái việc vận hành chiếc xe này ở trên đường Dễ thôi. cháy. Nếu như mọi người có nhu cầu mua xe hay tư vấn về dòng xe Ford Territory hay những cái dòng xe Ford khác thì đừng quên liên hệ giúp Việt qua số hotline Việt để ở dưới góc trái màn hình để có thể nhận báo giá, nhận tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.